Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 7, từ câu 15 đến câu 20. Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả. Họ đội lốt chiên mà đến với anh em. Nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Ở bụi gai làm gì có nho mà hái. Trên cây găng làm gì có vả mà bẻ. Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng chúng ta suy gẫm hôm nay nhắc nhở chúng ta nhớ lời cảnh giác của Chúa Giêsu: hãy coi chừng các ngôn sứ giả. Chúa Giêsu biết rõ sẽ có các tiên tri giả với những giáo huấn chỉ để gây nhiễu loạn, phân tán, chia rẽ cộng đoàn. Những gì họ gây ra có tác hại phá hủy nên cần phải loại bỏ và đưa vào chốn diệt vong. Cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vì thế, chúng ta phải hết sức cảnh giác để khỏi bị mê hoặc và lôi kéo bởi những ngôn sứ không phải là đại diện của Chúa rao truyền thông điệp của Người. Hơn thế nữa, chúng ta còn được mời gọi sinh nhiều hoa quả tốt đẹp trong đời sống đức tin của mình. Chính qua những việc chúng ta thực hiện dựa trên những giá trị tin mừng, chính nơi những thành tựu mà chúng ta đạt được qua việc tuân giữ giáo huấn của Chúa, mọi người sẽ nhận ra chúng ta là con cái Thiên Chúa, là môn đệ của Đức Kitô. Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con, để chúng con luôn biết lắng nghe và thực thi lời Chúa. Ngõ hầu chúng con xin được nhiều hoa trái tốt đẹp, làm sáng danh Chúa và muôn ích cho phần rỗi các linh hồn. Amen.